Một trong những thương vụ sáp nhập lớn nhất giữa các tập đoàn hóa nông hàng đầu thế giới Bayer và Monsanto đang gặp phải sự phản đối quyết liệt từ phía nông dân nước Đức. Những người biểu tình cho rằng việc tạo nên một tập đoàn khổng lồ sau khi sáp nhập sẽ tạo nên sự chi phối thị trường. Cuộc biểu tình phản đối thương vụ sáp nhập giữa tập đoàn dược hóa nông của Đức Bayer và hãng sản xuất giống cây trồng lớn nhất thế giới Monsanto đã bắt đầu hôm 11 tháng 10 tại trụ sở chính của Bayer ở Leverkusen, nước Đức. Những người nông dân cho rằng việc tạo nên một tập đoàn khổng lồ sau thương vụ này sẽ gây ra sự chi phối thị trường. Tất nhiên là chúng tôi phản đối thương vụ sáp nhập khổng lồ này vì chuỗi sản xuất và cung ứng nông phẩm không thể nào bị đặt dưới tay của những tập đoàn lớn như vậy được. Đó là chưa kể, chúng tôi đang phải đối mặt với việc phải mua hạt giống và trồng những loại cây biến đổi gen nếu như họ thống trị thị trường, bởi vì họ là những doanh nghiệp đi đầu trong việc sử dụng công nghệ này. Còn chúng tôi thì cho rằng việc đem những sản phẩm từ cây trồng biến đổi gen lên bàn ăn là một điều nguy hiểm. Trước khi đó, đáp trả những chỉ trích này, đại diện Bayer cho biết họ thấy sự phản đối là không hợp lý, bởi vì thị trường thế giới hiện có đến hàng ngàn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hóa nông, nên nhận định những tập đoàn khổng lồ như Bayer chi phối thị trường là vô căn cứ. Hãy nhìn vào một sự thật rằng có đến 7.000 công ty trên toàn cầu đang nghiên cứu, trồng và bán hạt giống. Trong khi đó, con số này tại riêng thị trường Đức cũng lên đến 130 doanh nghiệp. Chưa kể đến rất nhiều những viện nghiên cứu khác cũng đang tiến hành những quy trình nghiên cứu tương tự. Do đó, chúng tôi nghĩ việc chỉ trích chúng tôi thống trị hay là chi phối thị trường là không có căn cứ. Với giá trị lên đến 66 tỷ đô la Mỹ, việc thâu tóm nhà sản xuất hạt giống lớn nhất thế giới Monsanto hồi tháng 9 vừa qua đã mang lại cho tập đoàn dược hóa nông lớn nhất của Đức là Bayer thương vụ sáp nhập lớn nhất nhì thế giới trong năm 2016.